Dạ em Thắng Phạm xin chào các anh đang xem video ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu với các anh xem một vài combo có mẫu hàng mới về các anh. Đó, em lên video giới thiệu với các anh xem và tham khảo. Có nhu cầu mua máy thì alo em hết các anh. Có số điện thoại ngay trên màn hình luôn nha các anh. Đó. Số này có Zalo, hãy kết bạn Zalo để em gửi hình máy qua cho các anh xem qua Zalo và báo giá các anh mình tham khảo. Chốt hàng đặt hàng cho em địa chỉ, em sẽ gửi ship giao đến tận nhà ha. Rồi ok, các anh xem video và bấm nút like và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới khi em lên giới thiệu báo giá, cập nhật giá cả các anh xem và tham khảo ha. Rồi ok. Rồi, đây đầu tiên thì có bộ combo này. Đó, combo này có hàng nguyên thùng nha các anh. Đó, hàng nguyên thùng. Đó, combo này ha. Rồi, và đây là cây máy phan lực mạnh là 135 N và một cục pin M18 5.0 và một cái sạc này là làm lên điện 220. Đó, sạc là sạc điện 220. Và máy phan lực mạnh 135 N hãng có cho theo cái cây tay cầm. Và combo này thì có mức giá là 3.800.000 nha các anh. Đó, mức giá là 3.800.000 cho combo này. Các anh xem mà tham khảo cây này em giới thiệu ha. Xài pin 5.0A. Đó, đây là hàng nhập Mỹ nha các anh. Đó. Mẫu này là mẫu 2 chức năng, đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, máy động cơ motor không chổi than. Và cây này thì hàng nhập Mỹ có chứng nhận CULOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn nè. Thì mã của nó là Casno 2803-20, có số series ở đây. Máy có lực là 135 N, mẫu này các anh, máy có số 1 và số 2 nè, thì có chức năng là phan gỗ, phan sắt, có thể là phan tường bắn tắc kê đều được nha các anh. Chức năng bắn vít đâu nữa, đầu kẹp 13 ly. Đó, mẫu này, cây phan này. Đó, xài pin 5.0, có móc treo, có chỗ gắn mũi phan, mũi vít vào đây ha các anh. Đầy đủ ha, đây là combo nguyên thùng. Đó, các anh đang xem trên video. Combo này thì có mức giá là 3.800.000. Rồi, ok. Rồi, và đây thì có combo máy của hãng LED nha các anh, công ty công nghệ của Đức, máy màu xám, xài điện 220, cái sạc xài điện 220 và cục pin 24V 5.0A. Đó, cục pin này ha. Và đây là cây máy 5 chức năng, máy có chức năng chống giặt, bảo vệ cổ tay. Đó, ngắt ha. Đó, giặt ngang cái là bóp cò nè. Đó, mà máy ngắt rồi ha. Đó, khá là nhạy luôn, chức năng chống giặt bảo vệ cổ tay. Cây máy này có lực là 158 N, máy động cơ motor không chổi than, có số 1 và số 2. Đó, điều chỉnh tốc độ ha. Ở đây thì có chức năng có búa để phân tường, phân bê tông luôn nè. Đó, chức năng phan gỗ, phân sắt và chức năng bắn vít luôn. Và đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Đó, cây này thì nó có mã là FX1271T. Đó, mẫu này, tem này ha. À, lực mạnh nhất 158 N mà có 5 chức năng, có nút bấm turbo tăng công sức máy luôn các anh. À, mẫu này à, ngon rồi. Rồi, và combo này các anh thì có mức giá là khoảng 5.200.000. 5.200.000 cho combo này các anh xem và tham khảo ha. À, đúng như sản phẩm, đúng như trên video em giới thiệu với các anh xem. Các anh có nhu cầu mua combo này thì liên hệ nhắn qua Zalo, chụp màn hình lại combo này gửi qua Zalo cho em xem là em biết mẫu như vậy hả các anh. Giá 5.200.000 combo này. Rồi, đây thì có combo nguyên thùng Metabo này, cũng hàng mới về các anh. Em mới khui hộp đây. Đây này thì cái một cây phoan và một cây cục pin 3.0 và một cây bắn vít ha. Đó, pin 3.0 và có cái sạc xài điện 220 luôn. Đó, và combo này thì có mức giá là 5.200.000 nha các anh. Mức giá là 5.200.000. Đây, thử cây phan ha. Cây phan là có 3 chức năng, có búa để phân tường, phan bê tông và chức năng phan gỗ, phan sắt và chức năng bắn vít Metabo HBT, động cơ motor không chổi than. Ở đây thì nó có mã là DV18DBFL2. Này, công nghệ của Nhật nha các anh, Japan, sản xuất Made in China, xuất Mỹ, có chứng nhận UL là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Metabo 3.0. Cái này xài gia đình rồi ok lắm các anh. Đó, làm công trình rồi đi cài rồi ha. Ngon lành, đầu kẹp bằng thép 13mm. Máy này có lực mạnh cỡ 70 N. Đó. Rồi. Rồi đây thì có cây máy bắn vít. Cũng máy vít thì xài pin 3 chấm, máy vít thì có cái theo cái móc treo nè, có cọng dây đeo luôn.
đó, Metabo. Cây này thì động cơ mà tôi không chở than IP56 ha. Đó, và nó có hàng nhập Mỹ, nó có chứng nhận UL, có số series, mã của nó là WH12DB DL2 đó. Rồi, và combo này thì có mức giá là 5,2 triệu nha các anh. Đó, nguyên thùng luôn. Đó, combo nguyên thùng có mức giá là 5,2 triệu. Các anh xem mà tham khảo có nhu cầu mua combo này, alo em ha. Đó, nguyên thùng, thùng dày dặn chắc chắn nha các anh. Ngon lành. À ha. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo thì có bộ máy bắn vít. Đó, đây thì có combo máy bắn vít nè. Máy bắn vít dòng đời cao nhất và lực mạnh nhất hãng Milwaukee luôn. Cái sạc thì xài điện 220 và đây thì có nguyên thùng, nguyên thùng đựng luôn. M18 5.0 là cục pin ha các anh. Rồi, cái máy bắn vít này lực 226 N. Nó có hàng nhập Mỹ nha. Nó có chứng nhận CUL US là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Mã của nó là Casno 2853-20. Có 4 cấp độ điều chỉnh lực luôn, 1 2 3 4 như thế này. Đó, ngon lành. Máy xài pin M18 5.0 lực là 226 N. Máy với pin có cân nặng cỡ khoảng 1,7 kg các anh. Đó, nguyên thùng này. Ây, combo này có mức giá là 4,5 triệu các anh. Đó, các anh xem và tham khảo ha. Có mức giá là 4,5 triệu nha. Rồi, ok. Các anh xem có nhu cầu mua máy thì alo em ha. Rồi, đây thì em có mới về cây máy fan Milwaukee xài pin 18V M18, hàng nhập Mỹ, có mã là 2606-20, hàng nguyên hộp như thế này. Cây fan này, đó, mẫu của nó nè, nó có mức giá là 900.000 nha các anh. Hàng nhập Mỹ, có chứng nhận CULOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Có số series ở đây, có mã là Casno 2606-20. Đó, và xài pin M18 5.0, mẫu này thì có mức giá là 900.000 nha các anh. Đó, mức giá là 900.000. Các anh xem và tham khảo. Hay, hàng nguyên hộp luôn, hàng về hàng nguyên hộp nguyên siêu luôn. Đó, em giao cho các anh thì hàng nguyên hộp ha. Đó, có chứng nhận CULOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn nha. Đó, rồi, ok. Rồi, hàng nguyên hộp. Ê, cái hộp này thì chỉ có thân máy thôi. Rồi, tiếp theo giới thiệu với các anh xem mẫu máy mài máy cắt cầm tay. Đó, mẫu này mẫu nhỏ gọn, mẫu đời mới, mẫu cò bóp phía bên dưới nha các anh. Rồi, cây máy này thì nó có theo phụ kiện là cây tay cầm nè, chụp bảo vệ nè. Rồi, bảo vệ nó có hai miếng luôn, chụp trên chụp dưới ha. Đó, như thế này. Còn đây là cái cây tay mở ha. Đó. Đây. Đây, em cầm mẫu bóp cò cho các anh xem. Và cây máy này là xài cốt là xài đá 125 nha các anh. Có chi miếng lông đền vô mình xài được đá 100 luôn nha. Đó, và cây máy này hàng nhập Mỹ luôn các anh ơi. Có chứng nhận CULOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Nó ghi là xài đá 115 đến 125. Đó, có số series ở đây. Và có mã là Casno 2880-20. Đó, mã số series ở đây ha. Đó, chứng nhận UL nè. Rồi, và cây này á, thì là động cơ motor không chở than fuel với lại xài pin hệ M18. Và cây máy này thì có mức giá là 2,8 triệu nha các anh. Đó, giá 2,8 triệu cho cây này ha. Anh xem và tham khảo. Đó, cây này. Rồi, ok. Và đây thì em có cục pin hàng cũ nha các anh. Cục pin hàng cũ này thì có mức giá là khoảng 1,4 triệu nha. Đó, pin cũ giá 1,4 triệu. Các anh xem và tham khảo có nhu cầu cũng mua, alo em ha. Pin còn ngon lành. Đó, pin này có bị lỗi là đổi pin mới ha. Có bảo hành đàng hoàng nha các anh. Đó, cục pin này 8 này thì em còn vài cục nữa ha. M18 2 output là nguồn xả cao, dung lượng là 8.0 ampe. Đó, mẫu mã như thế này. Đó, đây là cục pin cũ giá 1,4 triệu thôi. Các anh xem và tham khảo có nhu cầu mua pin này, alo em ha. Gắn vào máy mài máy cắt cầm tay sử dụng nó sẽ lâu hết pin nha các anh. Đó, rồi, ok. Rồi, tiếp theo đây thì bên đây thì có mẫu này. Mẫu này thì công tắc đẩy phía bên trên. Máy này có chức năng. Đó, rá bịp xì tóp cho máy hoạt động chạy, buông cò ga nó sẽ dừng ngay lập tức. Máy động cơ motor không chở than. Và cây này có chức năng Wankey, có thể kết nối điện thoại với máy nè. Mình
khóa máy nè, bóp cò máy không chạy, và với định vị biết máy ở đâu trên bản đồ luôn, kết nối với chức năng Winkey nha các anh. Đó, mẫu này buông cò ra nó sẽ dừng ngay lập tức, khá là nhanh luôn. Dừng lại liền ha, nó không có cái chớn giống như là những cây máy điện hoặc là máy không có chớn, không có chức năng ráo việc stop nha các anh. Mẫu máy đời mới, hãng thiết kế đầu nhông nhỏ gọn ha. Mẫu này xài ít hao pin nha các anh. Hãng thiết kế mẫu năm 2022. Rồi, và nó có theo cái phụ kiện là phần tay cầm nè, cây mở đá nè, và hai cái chụp bảo vệ luôn. Chụp phần nửa dưới chụp che lại hết luôn ha. Có chức năng ráo việc stop, cò đẩy phía bên trên. Cái này sử dụng cắt gạch, cắt sắt đồ là ngon lành, ok. Này hàng nhập Mỹ nha các anh. Có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Hãng nó công bố là xài đĩa 115 đến 125. Có số seri ở đây. Và cây này thì có mã là Casno 2883-20. 2883-20. Và cây này thì có mức giá là 3,2 triệu nha các anh. Mức giá là 3,2 triệu. Các anh xem và tham khảo có nhu cầu mua cây này alo em ha. Giá 3,2 triệu. Rồi, ok. Đó là cây máy mài, máy cắt cầm tay. Còn đây thì cây lớn hơn. Cây này thì có mức giá là khoảng 2,9 triệu. Máy động cơ motor không chở than. Có chức năng ráo bị stop luôn. Máy sử dụng đĩa cốt 125. Cây này thì còn bóp phía bên dưới. Máy công sức lực mạnh nha các anh. Công sức lực mạnh. Mạnh nhất trong các hệ máy mài, máy cắt cầm tay đây luôn. Sử dụng đĩa là 125 đến 150. Có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Có số seri và máy chạy vòng tua tối đa là 9.000 vòng. Mã của nó là Casno 2980-20. Xài đĩa là 115mm đến 150mm. 100 nè, 15 nè, 125 nè và 150 nè. Máy công suất lớn mạnh ha. Rồi, và cây này thì có mức giá là 2,9 triệu. 2,9 triệu nha. Còn cây bên đây thì công tắc đẩy phía bên trên. Cây này thì có mức giá là 2,8 triệu. Đó, máy động cơ motor không chở than luôn. Đây là cây hàng chính hãng, mới chăm chăm bảo hành 1 năm luôn nha. Có mã là M18FSAG100X. Có số seri ở đây. Mẫu đời mới năm 2022. Sử dụng đĩa đó là 100 nha các anh. Sử dụng cốt M10, xà đá 100. Có phần chụp bảo vệ và cây tay cầm luôn ha. Và cây này thì nó có mức giá là khoảng 2,8 triệu nha các anh. 2,8 triệu. Các anh xem và tham khảo cây máy mài, máy cắt cầm tay. Và đây thì có cây máy cưa lọng xài pin. Cây này thì có mức giá là 2,6 triệu. Và đây thì có cái bơm hơi. Bơm hơi xài pin 2M18. Bấm máy chạy rồi. Rồi, và cây bơm hơi này thì có giá là 3,5 triệu. Giá 3,5 triệu cho cây bơm hơi này. Các anh xem và tham khảo ha. Có nhu cầu mua cây bơm hơi này thì alo em ha. Bơm hơi xài pin M18, hàng nguyên hộp luôn. Hàng mới chăm chăm bảo hành 1 năm. Và đây thì có cây quạt gió xài pin. Quạt gió xài pin này thì có mức giá là 1,850 triệu nha các anh. Có 3 cấp độ điều chỉnh nè. Quạt gió xài pin hệ M18, xài pin 18V gắn vào đây ha. Rồi, đây thì có cây phan bê tông, mẫu 4 chức năng. Mẫu này thì có chức năng chống giặt, bảo vệ cổ tay. Đây là mẫu nhỏ, có lực là 2,7 J, có giá là 5,5 triệu. Còn đây thì cây máy bê tông lực mạnh hơn, lực là 5 J. Lực mạnh là 5 J, mẫu công suất lớn hơn, có giá là 8,4 triệu. Cây này thì mẫu đời mới năm 2022, có chức năng chống giặt, bảo vệ cổ tay luôn. Nghe tiếng máy chạy ha. Quá dữ dằn luôn ha. Rồi.
Và đây là cây máy bắn vít nha các anh, động cơ motor không chở than. Và cây này thì có mã là Casno 2853-20, có số seri ở đây, có chứng nhận CULOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đó, cây này là 2853-20, lực là 226 N, 4 cấp độ điều chỉnh lực. Và cây này thì có mức giá là 2.350.000. Đó, giá 2.350.000. Còn cây này thì cây máy bắn bu lông đầu vuông 3/8, mẫu nhỏ gọn ha, mẫu hãng thiết kế năm 2022, 3 ống đèn chiếu sáng. Và cây này thì hàng nhập Mỹ, có chứng nhận CULOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Có mã là Casno 2854-20, đầu 3/8. Và cây này thì có mức giá là 2 triệu cây này. Và có 4 cấp độ điều chỉnh lực ha, bấm đây như thế này. Rồi, giá là 2.000.000 đồng. Rồi, đầu vuông 3/8. Còn bên đây thì đầu vuông 1/2 nó lớn hơn nè các anh. Đó, đầu vuông 1/2 lớn hơn. Rồi, cây này thì 4 cấp độ điều chỉnh lực luôn. Bấm ở đây. Đó, nó nhảy ha. Rồi, và máy động cơ motor không chở than. Cây này thì có chứng nhận CULOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đầu vuông 1/2, giá cao hơn cây kia. Rồi, có mức giá là 2.900.000. Đó, mức giá là 2.900.000 nha. Đó, cây này thì hàng chính hãng luôn, có mã là M18FIVK212. Đó, lực mạnh là 339 N nha các anh. Có mức giá là 2.900.000 cây này ha. Đó. Rồi, đây thì có cây máy bắn bu lông. Rồi, cây máy bắn bu lông xài pin hệ M18, hàng nhập Mỹ, có chứng nhận CULOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Có số seri ở đây, có mã là Casno 2962B-20, đầu vuông là 1/2, đầu vuông năm 2022 nha các anh, mẫu đời mới. Hãng thiết kế là gài trúc bi ha, là gắn vào tiếp nó sẽ chắc chắn hơn nha anh. Mẫu 3 ống đèn chiếu sáng nè. Đó, lực mạnh là 881 N nha. Cây này thích hợp với các anh mà thợ sửa xe Honda. Chơi cây này bắn ốc bánh sau xe tay ga là ngon lành, ok. Máy động cơ motor không chổi than. Này có 4 cấp độ điều chỉnh lực luôn. Rồi, và cây này thì có mức giá là 3.900.000 nha các anh. Xài pin hệ M18 5.0, 3.900.000 cho một cây máy này ha. Đó, ok, ngon lành. Rồi, và đây thì ok, thì tiếp theo cây này. Cây này là cây máy phoang 3 chức năng, mẫu động cơ motor không chổi than. Và hàng nhập Mỹ, có chứng nhận CULOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Có số seri ở đây, có mã là Casno 2804-20. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Máy có số 1 và số 2. 3 chức năng, có búa để phân tường phan bê tông và chức năng phan gỗ phan sắt. Chức năng bắn vít ha, 3 chức năng. Có đèn chiếu sáng ở đây, xài pin hệ M18 5.0 luôn ha các anh. Đó, móc treo, chỗ gắt mũi phan, mũi vít đầy đủ ha. Mẫu này 2804-20, cây này thì có mức giá là 2.500.000. Đó, mức giá là 2.500.000 nha. Đó, lực mạnh là 135 N, đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, giá 2.500.000. Còn cây bên đây thì mức giá chỉ có 1.800.000 thôi. Đây, em review cây này. Máy động cơ motor không chổi than, hàng nhập Mỹ, có chứng nhận CULOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Mã của nó là Casno 2803-20, có số seri ở đây. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, máy không có búa đó, là cái đầu kẹp nó chạy chuẩn nha các anh. Nó chạy khá là ngay chuẩn luôn á. Và chức năng bắn vít nè, tự ngắt nè, đủ lực nó sẽ ngắt motor, ngắt lực điện tử và phan gỗ phan sắt. Đó. Và cây máy này thì có mức giá là 1.800.000. Lực mạnh là 135 N. Cây này thì không có búa, ở đây không có búa nè, cây bên đây thì có ký hiệu búa này ha. Cây giá 2.500.000 và đây là 1.800.000 nha các anh. Đó, các anh xem và tham khảo nha. Rồi, ok. Và như vậy hôm nay em lên video này giới thiệu với các anh một vài mẫu combo 2803 giá 3.800.000 và máy mài máy cắt cầm tay có hàng mẫu mới luôn. Đó, các anh xem và tham khảo. Có cây phan giá 900.000 và combo này máy bắn vít nè, combo metabo, combo máy led ha, là em có giới thiệu với các anh xem qua. Anh xem có nhu cầu muốn mua máy liên hệ đến em nha các anh.
Dạ rồi, ok. Dạ em Thắng Phạm cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh ở video sau ạ. Các anh xem video và like video và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được video mới em lên các anh xem và tham khảo ha. Cập nhật giá cả, giá mới, mình mua giá được tốt nha các anh. Rồi, em Thắng Phạm xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại ạ.